ở đây là tiệc, các bạn khách đang dự tiệc này, tiệc dỗ đầu. Với bà cô chú hàng xóm này lại dùng tiệc với gia đình này. Đó, đây là tiệc này, tiệc gia đình. Đây là mấy anh em trong gia đình. Và những cái món ăn của dạ từ từ anh, từ từ em mời Milly em mời chứ. Đó. Đây là bàn anh em trong gia đình này. Đó. 1 2 3 đi, 1 2 3 đi. 1 2 3 vô. Có những món ăn rất là ngon nha quý vị nhá. Đó. Rượu nho. Súp nè. Ồ gỏi bò. Ăn đi chú, mình nói. Ăn đi đã. Ăn chứ. Ăn phải uống chứ, ăn là không ăn là không uống là không được. Bằng lầm bằng đó. Lầm không luôn. Ăn quá ấm tung luôn nha. Hôm nay trời nắng này quý diễn giả, mấy ngày qua đây là mưa, hôm nay là nắng đẹp à. Tốt ngày đẹp ngày. Rồi đang đăng ký ủng hộ anh rồi chứ hả? Ừ, cho ba đúc súp là được rồi. Mà Phương đang đi tiếp khách dần dọc. Phương vô đây mời mấy anh em Bình Dương. Mấy anh em ở Bình Dương này, mấy anh em Bình Dương ra ngoài đám và rồi mời mấy anh đi. Dạ. Em quay thôi chứ không trực tiếp. Ừ. Dạ. Dạ không. Rồi hãy mời mấy anh em đi. Cảm ơn hết tất cả mấy anh em đã bỏ công ra từ Bình Dương ra đây. Dạ. Ly có nhiều uống nhiều. Dạ. Dạ. Rồi vô đi. Vô. Ly để có gì thấy đó. Ủa thẳng uống ngọt hả? Bạn quý vậy đi là người ta rồi rồi đó. Nè đó. Rồi vô. Bỏ đúng rồi, rồi. 1 2 3 đi. 1 2 3 vô nghe vô vắng vẻ. Tắm một ly vậy đó. Tham anh nè này nha. Màn của các lão, cô lão đây là anh Ninh Phúc nè, Bình Dương, đại gia Bình Dương. Sao mà anh Thắng ra đây nhậu con bữa anh Thắng uống nước ngọt luôn vậy? Đâu có, Thắng nào? Đấy. Nó từ từ nó đang từ từ chưa bắt được không? Chưa bắt nhịp được không? Sao cảnh anh em mà tưng tưng mới rồi nó không dập. Dạ, tưng tưng mới dập là giết luôn. Anh dập luôn. Chút rồi, qua bên đó làm hết 3 ly rồi đó. Đó này là màn mấy đứa cháu này, mẹ này, chị này. Đây là mẹ của Hoàng Phương này, mẹ vợ Hoàng Phương này. Đây là chị cả này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nếu ơi, ở bên đây là mẹ em xin hôn như thế nào? Mà bên đây là gia em xin hôn như thế nào ấy? Dạ dạ. Giờ thôi mời hết cả các anh em đi, cũng cảm ơn tất cả anh em đã đến của việc của ba. Dạ. Dạ rồi, thôi mời hết tất cả. Dạ rồi mời. Xin phép mời. Dạ dạ. Sao nào? Ta đang lên món nè quý vị nhỉ? Món này món gì đây chị? Gà không lối thoát hả? Là gà bó xôi đó hả? Đó, đây là chị đang làm món gà bó xôi đây. Đây là gà Huế đó luôn quý vị nhỉ? Đây là chị Đại nè. Đó, chị Đại rồi. Nghe anh nói á, nhìn qua là tiệm tôm ở Huế ngon luôn. Tôm ở Huế ngon. Tôm ở Huế ngon và mấy chị em ở Huế cũng là đẹp nữa, dễ thương nữa nha quý vị nhỉ. Nghe mộng Huế mơ đó. Hoàng Phương xin tạm dừng video đây nha quý vị nhỉ. Chúc quý vị nhỉ một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.